Kính thưa đại chúng, hôm nay là thứ tư, chúng ta lại tiếp tục lớp học bát chánh đạo. Tối hôm nay thầy sẽ trình bày với đại chúng cái đề tài nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Phần trình bày của thầy sẽ có 45 phút, 45 phút còn lại là lớp trình bày. Trước hết chúng ta nghe cái câu nghiệp dẫn đi trong luân hồi là một cái khái niệm rất là quen ở trong nhà Phật. Hòa thượng Thích Thân Từ đã từng ngày xưa đã có một cái tác phẩm có cái tên nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Ở trong tác phẩm đó, hòa thượng đã đưa ra một ví dụ đơn giản như là một người ngày xưa không biết uống rượu. Và rồi vì vui vẻ với bạn bè, vì muốn thể hiện đẳng cấp của tuổi mới lớn, cho nên ngày ngày uống rượu. Khi đầu uống rượu vào thì nó đắng, nó cay. Lâu ngày quen đi rồi không có rượu thì lại khó chịu. Và mỗi ngày khi ông ta tập cho mình được cái thói ghiền rượu, thì mỗi ngày cái cơn ghiền rượu đó là một cái cỗ máy thúc giục ông đi qua những quán rượu lê la ở hàng xóm. Và trong cuộc đời của ông, rượu, cái nghiệp nghiện rượu đã dẫn ông đi, quyết định cái nơi cho ông đến là quán rượu. Và sau khi ông ta chết thì cũng cái thói quen này sẽ là động lực chính dẫn ông đi về những cái nơi đầu thai kế tiếp, cũng theo cái xu hướng giống như ông ta còn sống. Mỗi lần ta nghe tiếng chuông, hay là tiếng đồng hồ, hay là cả tiếng còi xe nó in ỏi, thì ta nên dừng lại mọi hoạt động, cả thân và cả tâm, buông hết và chỉ lắng nghe cái âm thanh đó. Đây là một pháp môn nổi tiếng của làng Mai, mà khi ta áp dụng ta sẽ thấy có những điều mầu nhiệm. Kính thưa đại chúng, để cho các vị hiểu một cách tổng thể về cái khái niệm nghiệp dẫn đi trong luân hồi, thì tối hôm nay chúng tôi sẽ trình bày qua ba cái ý chính. Thứ nhất là nhân quả, thứ hai là nghiệp báo, và thứ ba là luân hồi. Hình ảnh phía bên tay phải là một cái cán cân. Cán cân này thường biểu trưng cho công lý. Cán cân ở đây nó biểu trưng cho luật nhân quả công bằng. Thực ra cứ một cái ý chính này, nhân quả, nghiệp báo hay luân hồi, thì có thể phải giảng đến 2-3 buổi. Nhưng hôm nay nằm trong cái khuôn khổ của cái bài pháp thoại nghiệp dẫn đi trong luân hồi, chúng tôi sẽ chỉ trình bày một cách tổng thể nhất, vắn tắt nhất về ba cái khái niệm nhân quả, nghiệp báo và luân hồi. Cụ xin nói thêm, ba khái niệm này là ba cái tiên đề trong Phật giáo. Khi ta đặt chân vào trong cái lĩnh vực bắt đầu học Phật, ba điều này ta buộc phải tin. Trên cơ sở ba điều này ta mới có thể lý giải được những cái quy luật trong cuộc sống, và kể cả những cái giáo lý cao hơn trong nhà Phật. Thứ nhất là khái quát về nhân quả. Phía bên tay phải góc phía trên của màn hình lớn
là một cái sơ đồ thể hiện. Phía bên thứ nhất là cái thói quen đời này nó sẽ dẫn đến cuộc sống mai sau. Thói quen đời này là nhân, cuộc sống mai sau là quả. Tuy nhiên, từ nhân đến quả nó còn có rất nhiều những cái yếu tố, tiếng Anh gọi là condition, những cái điều kiện hỗ trợ cho nó hoặc ngăn cản nó có thể tiến bộ. Nhân quả nói cho đủ là nhân duyên quả. Ta thường nghe định nghĩa một cách dễ hiểu, trồng cam thì được cam, trồng cà thì được cà. Nhưng ở đây mở ngoặc nói thêm, có khi nào trồng cam mà ta được cà không? Các vị có khi nào trồng cam mà được cà không? Không hả? Thế trồng lúa có thể có tivi không? Đấy, sự sâu xa diệu dụng của nhân quả nằm ở đó. Định nghĩa vắn tắt, trồng cam được cam, trồng cà được cà. Nhưng nhìn cho xa hơn một chút, thông qua cái duyên thì có thể ta trồng cam mà ta được cả quả bưởi. Đó là diệu dụng của luật nhân quả. Yếu tố thứ hai ta cần nhớ khi nói về nhân quả của nhà Phật, đó là một cái nhân nó có thể tạo ra được nhiều cái quả. Và một quả nó là kết quả của nhiều cái nhân khác nhau. Thế nào gọi là một nhân có thể tạo ra được nhiều quả? Ví dụ như khi ta ươm một cái hạt xoài, loại xoài tốt ấy, xoài giống ấy, ta ươm, ta chăm sóc nó, ta tưới tẩm cho nó, trải qua 5-3 năm nó thành cây xoài, thì có phải từ một hạt xoài ngày xưa ta sẽ có một quả xoài sau này không? Không, ta sẽ có cả một cây xoài. Từng mùa vụ hái xuống từng rổ xoài. Hết chưa? Chưa hết. Ta có cả bóng mát của cây xoài, ta có cả lá của cây xoài rụng xuống cho ta làm chất đốt. Hết chưa? Chưa hết. Ta còn có cả cái một cái bầu không khí trong lành ở trong vườn mình, nhờ cây xoài nó hấp thụ carbonic và thải ra oxy cho ta thở. Hết chưa? Vẫn chưa hết. Khi cây xoài nó gặp mùa bão lũ, nó rơi rớt xuống, ta có thêm củi để làm chất đốt. Nếu như đẹp trời ông về làm tổ, ta còn có thêm tổ ông ở trên cây xoài. Cho nên một nhân nhưng có thể nó sinh ra rất là nhiều quả. Để một ví dụ khác, ta trong một lúc nóng nổi, ta đi giết một người, đó là nhân. Cái quả là gì? Đi tù. Có phải không ạ? Hết chưa? Chưa, còn nhiều lắm. Ta giết cái người đó rồi ta làm cho vợ họ mất chồng, con họ mất cha. Theo luật nhân quả, một ngày nào đó, một kiếp sống nào đó, ta sẽ phải nếm trải cái quả đắng này. Ta phải hiểu được cái cảm giác của một người con mất cha, người vợ mất chồng. Hết chưa? Chưa. Đứa con lớn lên nó không có ba nó, bạo bộc nâng niu, bị người ta ăn hiếp. Lớn lên nữa, nếu như nó không có được sự giáo dục tốt, đi ra ngoài chợ, ngoài đường, ăn cướp, ăn trộm, quả báo hề lụy cả một xã hội, ta phải trả dài dài. Cho nên một nhân nó tạo ra rất nhiều quả. Và một quả nó thực sự một cái quả thần tựu, nó phải được tạo nên từ rất nhiều nhân hay là nhiều duyên. Ở trên mạng là cái ví dụ một học sinh mà học giỏi, đó là cái quả. Thế cái nhân là gì? Nó chăm học. Còn có nhân nào nữa không? Nó gặp môi trường tốt, nó gặp thầy cô tốt, nó có tài liệu tốt. Rất nhiều những cái nguyên nhân khác để tạo những cái quả này. Hiểu nhân quả như thế, ta sẽ thấy rằng nhân quả nó là cả một cái bầu trời, chứ không chỉ đơn thuần là nguyện là trồng cam được cam, trồng cà được cà. Cho nên nhân quả là một cái quá trình, nó chịu cái tác động của nhiều yếu tố. Các cái yếu tố này trong nhà Phật gọi là duyên hay là nhân duyên. Và chúng tôi hỏi các vị, khi tôi gieo một hạt lúa
thì về lý thuyết tôi sẽ có cái gì? Cây lúa. Nhưng nếu như tôi gieo hạt lúa đó ở trên cái bàn gỗ này thì tôi có cây lúa không? Không bao giờ. Tôi gieo cái hạt lúa ở giữa cái tấm ruộng, nhưng mà tấm ruộng nó khô cằn sỏi đá thì nó có thành cây lúa không? Không. Gieo cái hạt lúa đó giữa cái ruộng lúa tốt phì nhiêu, có nước, có phân, có tần, có giống, mà gặp một cái trận bão nó thổi qua, đất trời nó nghiêng ngả thì có cây lúa không? Tất cả những yếu tố đó gọi là các cái điều kiện để hình thành. Nó đồng thời là cái nhân, đồng thời nó là điều kiện. Rồi ngắn văn dễ hiểu như thế thôi. Xíu nữa khi các vị thảo luận, các vị đào sâu thì các vị mới là người đi khám phá ra những điều mới lạ của nhân quả. Nghiệp báo, karma. Nghiệp báo được định nghĩa cách dễ hiểu là một cái hành vi, một cái hành động có dụng ý của tâm, tức là một hành động cố ý. Nói như thế thì khi ta bước chân đi mà ta vô tình ta đạp con kiến thì ta có tạo nghiệp không? Theo ý các vị có tạo nghiệp không? Ai nghĩ là có tạo nghiệp giơ tay cho thầy xem. Một người. Ồ, các cánh tay bắt đầu giơ lên. Rồi, xin cảm ơn các vị. Theo ý các vị, khi tôi ngủ về tôi bước chân đi và vô tình tôi đạp con kiến dưới chân mà mình không biết, tôi có tội không? Ai nghĩ là không có tội giơ tay cho xem. Rồi, xin cảm ơn các vị. Chiếu nợ cuối bài này chúng ta sẽ biết. Cái hành động của thân mà có cái sự sắp đặt của tâm ý thì gọi là thân nghiệp. Cái hành động của cái miệng chửi bới hay là đi khen hay là đi vu khống với cái sự vận hành của cái ý thức của mình gọi đó là khẩu nghiệp. Và cái hành động của cái suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ trong đầu, chưa gây hậu quả cho ai, cái đó không không thôi cũng được gọi là ý nghiệp. Và đó là nghiệp nè. Còn nghiệp báo là gì? Nghiệp báo là kết quả của những thói quen do các hành động trên lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếng Anh gọi là habit energy, tức là năng lượng của thói quen. Thuốc phiền ta hút một lần ta chưa nghiện, nghe kệ là nó khét khét nữa, như như đốt cháy lông gà lông vịt ấy. Nhưng mà ta hút vài lần là ta bắt đầu nghiện nó, không có nó ta quay cuồng điên đảo. Về chúng ta sẽ tạm thời phân loại nghiệp về mặt tính chất thì nghiệp nó có thiện và có nghiệp bất thiện. Cái nghiệp ở trong duy thức học còn được định nghĩa là những cái hạt giống, là những cái chủng tử. Khi ta gặp một cái người đối diện, ánh mắt ta gặp cái người đối diện đó gọi là cận, ánh mắt ta là gọi là mắt mà gặp cận thì nó sinh ra một cái tâm lý, hoặc là ta yêu thích hoặc là ta chán ghét. Và nếu như ta đi theo cái xu hướng tâm lý đó, ta phát triển cái tâm yêu thích thì ta sẽ luyến ái vào cái hình bóng mà ta đối mặt. Gặp một cái người mà những cái mặt ta ghét và ta đi theo cái chiều hướng tâm lý đó, ta phát triển cái chiều hướng tâm lý đó thì dần dần người đó sẽ trở thành oan gia trái chủ của mình. Như cái nghiệp hút thuốc hay uống rượu cũng vậy, ban đầu sinh ra vốn dĩ ta chưa biết nó, nhưng mà vì tụ tập với bạn bè muốn thể hiện mình thì ta cũng bắt đầu hút thuốc. Khi đầu thì cũng ho sặc sụa rồi cũng uống rượu, nó đắng lắm, nghe kệ vậy. Nhưng mà uống riết rồi nó quen rồi, đến khi không có nó không chịu được, không có rượu người nó ngứa ngáy ngủ không được, thế là phải lân la ra quán rượu. Từ những cái hạt giống ban đầu ta huân tập bởi cái sự tập luyện, dần dần nó trở cái hạt giống nó lớn lên trong tâm ta và nó trở thành những cái năng lượng, nó thúc giục mình
nó cuốn mình phải đi theo cái dòng dòng chảy của nó. Tương tự như vậy, một người mà đi đầu thai cũng gần như thế. Cuối bài thầy sẽ nói kỹ hơn về quy trình đi đầu thai của một vong hồn. Về phương diện thời gian thì nghiệp báo nó phân thành ba loại: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Thế nào gọi là hiện báo? Ta gặp một người, ta ăn hiếp họ, đánh họ, ngày hôm sau gặp lại họ, chặn lại họ, đánh cho một trận tơi bời, cái đó gọi là hiện báo. Ta trốn vợ đi chơi, đi karaoke, bị vợ bắt gặp, chửi mắng, đi về cấm cơm, đó là gọi là hiện báo. Ta làm biếng học, đến ngày mùa thi ta thi không đạt, rớt, học lại, thi lại, cái đó gọi là hiện báo. Rất là dễ hiểu. Sinh báo là đời này gieo nhân mà phải đời sau mới gặp quả. Đến đây đã bắt đầu thử thách cái lòng tin của con người. Và hậu báo tức là cái nhân ta gieo từ nhiều đời nhiều kiếp xa xưa, đến đời này hoặc là vô lượng kiếp về sau ta mới gặt cái quả đó. Chính cái sinh báo và hậu báo này đã làm cho con người ta nhiều khi sinh cái tâm nghi ngờ về sự công bằng của luật nhân quả. Có một cái hai vợ chồng cưới nhau rồi từ dạ quê hương đi về một cái xứ sở rất là xa lạ để sống. Sống trong cái cảnh mà không có người thân, không có xóm làng, cũng rất là vất vả. Cuộc sống thực sự là cực nhọc cơ hàn. Xong rồi đến cái ngày người vợ sinh con, chuẩn bị sinh con, thì nghĩ rằng lúc mà sinh con thì phải cần phải về nhà của nhà ngoại để sinh, được chăm sóc. Thế là người chồng mới dìu người vợ bụng mang dạ chữa đi về. Đi ngang qua một cái cánh rừng thì gặp bắt đầu là phong ba bão táp, xong rồi nước lụt, xong rồi lũ quét, và nó cuốn đi người vợ, cả mang thai phải chết đi trong đau đớn. Và người chồng đã quỳ xuống mà kêu lên: ông trời ơi, sao ông dìm tôi đến chỗ này? Người ta thấy trong hiện đời hai vợ chồng sống cũng hiền lương, mà sao cuộc đời nó lắm những cái tang thương ê chề như thế, làm cho nhiều người sinh cái tâm nghi ngờ về luật nhân quả. Ở đời này ta gặp vô số cảnh những người sống thất nhân ác đức, thất nhân thất đức, mà đời họ đi lên vù vù, cũng nhà lầu siêu xe, đi đâu cũng có trại thảm đỏ, người gọi là tiền hô hậu ủng. Có phải không các vị? Thậm chí đến giây phút cuối đời họ còn chết trong vinh quang. Bao nhiêu người đến phụng viếng. Thế luật nhân quả đi đâu? Nhiều người nghi ngờ như thế. Và ta cũng gặp không ít những người sống một đời sao mà nó hiền lương đức độ, mà gặp bao nhiêu là tai ương, bao nhiêu là khổ sầu. Ta nghĩ rằng cuộc đời gần như dìm họ vào nơi cái dấu gọi là dồn họ vào chân tường. Và thế là nhiều người mới sinh ra một cái điều cho rằng nhân quả bất minh, và từ đó mới sinh ra một cái học thuyết sống ngắn ngủi, sống hưởng thụ, hãy sai đi vì cuộc đời cho phép. Và đời này ngắn lắm, hưởng thụ đi, chết rồi không biết có kiếp sau không. Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong những cái tôn giả đệ tử lớn nhất nhì của Đức Phật, tu đạt 6 phép thần thông. Ấy vậy mà vào cái kiếp cuối cùng, khi ngài đã chứng đắc quả vị A La Hán, thì ngài đã phải trả một cái nghiệp rất là khốc liệt. Ngài đã bị các cái ngoại đạo sĩ ngoại đạo ám sát, đánh chết ngay trước cửa chùa. Rất nhiều thầy đã khóc và hỏi Đức Phật: tại sao một người tu tập tinh tấn đạo hành như sư huynh Mục Kiền Liên mà cuối đời phải chết một cách thảm thương như thế? Đức Phật đã nói: từ những kiếp xa xưa, xa lắm, khi tiền thân của Mục Kiền Liên khi đó là một người chồng nhu nhược, sống với người vợ.
Và khi mà người mẹ của mình ngày một già nua, gọi là vô tích sự, thì nghe lời của người vợ đem mẹ mình vào nhốt ở trong rừng để cho bà chết. Đó là một cái tập tục có từ ngàn xưa của người Ấn Độ. Họ đóng một cái cụi, cái lồng bằng gỗ và cho người mẹ vào, nhốt bà ở trên rừng cho bà chết, vì họ tin rằng chết như thế sẽ được về với Phạm Thiên. Và lúc bấy giờ người chồng vì nhu nhược, vì nghe lời vợ mà làm theo, cái nghiệp báo đó, nghiệp báo giết cha giết mẹ là trời tru đất diệt. Trải qua nhiều kiếp đã bị đọa đày và các cái cảnh khổ, đây là kiếp cuối cùng, dư báo còn sót lại, Mục Kiền Liên phải trả nghiệp như thế. Cái chuyện đó ngoài Đức Phật có thần thông có ai thấy đâu. Bây giờ mà gặp một cái hòa thượng tu hành tinh tấn mà cuối đời xin lỗi bị xe chà, là bao nhiêu người xì xào, trời ơi sao tu như vị đó mà chết thảm quá vậy. Mà ta đâu có biết được những cái tập trước của bộ phim, ta chỉ xem tập cuối, rồi ta cứ việc là cứ phán lung tung. Cũng vậy, ta đi ngang qua một cái hiên nhà, thấy người bố đánh người con, ta thấy ông đánh với tất cả sự căm thù, đánh với tất cả sự thất vọng và tức tối. Ta mà anh hùng, ta la vào, ta can, sao anh đánh con anh kiểu đó, anh đánh về nó chết chứ còn đâu. Nhưng mà cái người hàng xóm mà chứng kiến từ đầu đến cuối, họ nhìn, họ cười. Bởi vì ta không nhìn thấy được cái tập trước của bộ phim, ta không biết cách đó mấy giờ nó đã cầm dao, nó đâm cái người hàng xóm để cướp tiền đi chơi game chẳng hạn. Và trước cái sự thất vọng đó, người bố đã đánh người con. Nhưng mà ta chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian từ khi ông đánh, nên ta không thấy được phía trước của nó. Luật nhân quả ở đây cũng cái nghiệp báo mà sinh báo và hậu báo cũng y như thế. Ở đây ai đã từng nghe thầy kể câu chuyện cầu bé mù và bao thân thiên? Hầu như chưa ai nghe thầy kể, hết giờ mất thôi. Để thầy đi cho hết rồi thầy kể ha. Đức Phật dạy như thế này: ác nghiệp chính do mình tạo ra, tự mình sinh ra. Ác nghiệp nó làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại cái viên đá bảo thạch, tức là viên đá. Nghiệp nó làm bởi ta mà nhiễm ô, nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành cũng bởi ta, thân tịnh cũng từ ta mà ra. Hay có một bài kinh khác: ta là thừa từ của nghiệp, ta là chủ nhân của nghiệp, ta chỉ là đạo diễn của đời ta. Thầy sẽ nói qua về luân hồi. Chữ luân hồi là như thế này. Các vị thấy ở trên bảng là cái bánh xe luân hồi, nó lăn liên tục. Chữ luân tức là bánh xe, hồi là sự trở lại, lặp đi lặp lại, không có điểm dừng, không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc, gọi là vô thủy vô chung. Biểu tượng này hay được đặt ở trên nóc chùa. Nó có 6 cái, có 8 đúng không ạ? Có 8 cái thể hiện là 8 con đường để thoát khỏi cái bánh xe này, là bát chánh đạo. Ở giữa là cái chữ vạn, cái bánh xe luân hồi. Khái niệm luân hồi trong Phật giáo được hiểu như thế này: luân là cái bánh xe, hồi là sự quay trở lại. Luân hồi là cái vòng tròn bất tận, không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Nó chỉ cho cái sự nối tiếp những cái kiếp sống liên tục với nhau, giống như những cái cơn sóng ngoài biển xô vào trong bờ. Cơn sóng này vào tan đi, cơn sóng kế tiếp cưỡi lên, rồi tiếp tục những cơn sóng khác, liên tục như thế. Và cả cái nghiệp báo ta tạo ra như những cái hạt giống, nó luôn tiềm ẩn, không bao giờ nó mất đi. Phải nhớ điều này. Và trong quá trình tái sinh, chính nó thúc đẩy, dẫn dắt thần thức chọn lựa nơi đến. Từ đó thần thức sẽ sinh ra trong tình trạng, trong trạng thái mới. Như thế gọi là luân hồi trong các kiếp sống. Thế nào gọi là cái hạt giống đó nó tiềm ẩn,
và nó trong quá trình tái sinh thì nó là động cơ thúc đẩy dẫn dắt mình đi. Nó liên quan đến cái tựa đề nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Con người ta sống trên đời này, các vị biết cái nghiệp nào nặng nhất không? Có ai biết? Giơ tay trả lời. Xin mời chị. Nghiệp ái, chính xác. Trong kinh luật Đức Phật dạy, sinh tử căn bản dục vi đệ nhất. Cõi đời này là cõi dục giới. Chúng sinh sinh ra là sản phẩm của tình yêu, của ái dục. Lớn lên bởi ái dục, già đi do ái dục, chết đi cũng vì ái dục, tái sinh trở lại cũng vì ái dục. Hình ảnh ở trên màn hình lớn các vị đang nhìn thấy là hình ảnh của một người vừa mất và thần thức xuất ra. Thần thức đó nó mang đi, nó mang theo cái năng lượng của nghiệp báo, thói quen, sở thích đời này. Mà nó đi đâu? Cả đời sống làm con người, người phàm phu, chưa đoạn dục, chưa diệt dục, thì cái tâm thức luôn luôn nghĩ về dục. Cho nên khi mà nó bắt đầu, gọi là nó trong nhiều cái xu hướng nó đi, có thể nó đi đến quán nhậu, luận quẩn ở quán nhậu, nếu như nó là người thích nhậu. Khi sống nó sẽ luận quẩn ở chùa, nếu như ngày khi sống nó thường đến chùa. Nó sẽ luận quẩn ở nhà thờ, nếu như ngày thường nó tin Chúa và thường đến nhà thờ. Và sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi con người, ai cũng đam mê dục vọng. Do đó một mặt nó đi theo những cái người mà nó yêu thích khi còn sống. Và khi mà những người mà nó yêu thích đó gọi là có những hành vi động tác là đỉnh cao của ái dục, thì nó đứng trực chờ xung quanh. Cái thần thức đó là trực chờ xung quanh. Một mặt là nó muốn xem cho thỏa mãn cái ái dục, cái động cơ, cái sức mình mà khi sống nó luôn luôn thèm thuồng. Mặt khác, vì nó yêu mến ông này, yêu mến bà kia, thế nên nó luôn luôn có một xu hướng muốn là người thân của người đó. Cho nên nó muốn làm con của người đó. Khi khoa học đã định nghĩa một bào thai được hình thành khi có một tinh trùng và một cái noạn kết hợp đúng thời, đúng độ, sinh ra một mầm sống mới. Và ngay trong tích tắc, cái thần thức này nhập vào trong cái thể sống đầu tiên đó, thì một sinh mạng, một sinh linh mới ra đời. Đó là thông thường. Nếu như ai đủ phước duyên để tự do đi đâu mình thích thì đó là người có phước. Nhưng có những người khi đi, cái cảnh giới, cái tâm thức nó đưa người đó sinh về, đi về những cảnh giới có thể là nhập vào trong bào thai của những cái loài mang lông đội sừng, thì sinh ra trong cái hình tượng mới. Ví dụ trong nhà có một cái con chó mẹ chuẩn bị đến cái thời kỳ động dục, cái vong hồn đó bị gọi là mất đi mà nhiều ác nghiệp. Ở đời họ nói âm dương là một lý, ở trên đời thế nào thì chết cũng như thế mà thôi. Và khi trên cái con đường muôn hình vạn trạng họ đi, có thể vì bị những thế lực này đe dọa, thế lực kia muốn bắt, họ trốn tránh, và có thể trong một cái hoàn cảnh họ nhập vào trong bào thai của một con chó mẹ, thế là một con chó con ra đời. Có một câu chuyện thời Phật được ghi chép trong kinh. Đức Phật trên đường đi khất thực, đi ngang qua một ngôi nhà nọ, có con chó trong nhà nó lao ra, nó sủa rất là kinh khủng. Ông chủ nhà đi vắng, Đức Phật nhìn thấy con chó đó, với cái tri thức, với cái trí tuệ của mình, ngài thấy được tiền kiếp và ngài nói với con chó thế này: ngươi vì nghiệp tham lam bọn chẹn mà không đi đầu thai, đời này đọa làm thân súc sinh mà còn chưa tịnh ngộ hay sao? Thế Như Lai đi ngang qua
vì sợ người trong nhà ra bố thí cho Như Lai mà ngươi tiếc của, ngươi sủa như vậy. Đức Thế Tôn chỉ nói với nó bấy nhiêu lời và nó trở về, nó buồn mấy ngày và nó chết. Người chủ nhà đi xa trở về thấy con chó buồn rầu mấy ngày rồi chết, hỏi những người gia nhân trong nhà thì họ kể câu chuyện cách đây 3 ngày có ông cô đàm đi ngang qua, con chó lao ra sủa, ông nói gì với nó, chắc là ông nguyền rủa gì nó. Thế là về nó buồn, nó bỏ ăn mấy ngày và nó chết. Cái người chủ đi tìm đến ông Đức Phật và chửi bới. Và Đức Phật đã nói, ông có biết con chó đó là ai không? Nó là mẹ của ông đấy. Khi còn trẻ ông chơi bời lêu lỏng, không chịu làm ăn, mẹ ông đã dành dùm một cái khoản tiền, khoản vàng để cho ông làm của hồi môn, và định rằng khi gần chết sẽ nói cho ông. Nhưng mà một lần đó ông đi chơi theo bạn bè 2-3 ngày không về, ở nhà bà trúng gió bà mất, không kịp trăn trối, vì tiếc của không thể nào mà chưa nói được cho người con, bà đã không thể đi đầu thai và luẩn quẩn trong nhà tìm cách nán lại để dự bảo về cái đống kho báu, và thế là nhập vào trong bào thai của con chó. Không tin, ông về ông đào giữa cái giường mà con chó nó hay nằm, nó dùng móng chân nó quào một cái vùng đất đào lên, ở bên dưới có cả một đống vàng bạc châu báu. Anh chàng ta về đào lên và y chang là như thế. Từ đó anh ta phát tâm đi tu. Câu chuyện đó chúng tôi được nghe Hòa Thượng Thích Đức Chơn kể lại trong một cái buổi lễ thuyết linh, trong một cái đám tang ở Huế, là muốn nhắc nhở cho cái vong hồn người mới chết đừng có lưu luyến những cái gì trong cái cuộc sống này, mà để rồi phải bị đọa lạc, phải bị mắc kẹt lại trong cái đời sống này. Chúng tôi cũng vừa mới lý giải một cách sơ bộ nghiệp nó dẫn mình đi trong luân hồi, và cái quy trình tái sinh của một cái chúng sinh về cơ bản là như thế. Dĩ nhiên những quan điểm này nó nặng về Phật giáo Đại Thừa, và những gì chúng tôi nói của nó cũng chỉ mang tính cách là quan điểm của chúng tôi, chứ không phải là những lời tuyên bố. Các vị có thể tìm hiểu thêm về những cái nguyên lý này. Này, kể chuyện con chó thầy Đức Phật. Luân hồi, các vị phải nhớ, ta luân hồi qua cả cái kiếp sống đã đành. Ta luân hồi ngay trong cái đời sống hiện tại này. Buổi sáng ta uống cà phê, không ăn cơm, không ăn buổi sáng là nhân, thì ngay lập tức nó trở lại cái quả báo, và ta sẽ chịu ngay lập tức là 10 giờ trưa là mắt mày nó xâm xoàng. Trong một ngày, trong một đời mình, thì khoảng nửa trước của đời mình đó là cái nhân, và nó sẽ tái tạo cái quả của nửa đời sau của mình, sẽ là hưởng những cái gì mà nửa đời trước ta tạo ra. Dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng đa phần là như thế. Sau 35 tuổi người ta có quyền gọi là thần thừa hưởng những thần quả của 35 năm trước ta gầy dựng. Đó là nếu như đời người có 60 năm. Đấy. Và trong kinh Hoa Nghiêm đã nói một điều như thế này: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem cái nhân hiện tại. Chúng tôi chỉ trình bày vắn tắt như vậy. Phần kết thúc là xin tặng đại chúng bốn câu thơ như thế này: nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho thật ý nghĩa, để lúc xuôi tay miệng mỉm cười. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thảo luận. Ở đây có 7 câu hỏi thảo luận. Chúng ta sẽ đọc 7 câu, sau đó sẽ chia thành 3 tổ thảo luận. Mỗi tổ sẽ nhận 2 câu.
Câu hỏi thứ nhất, luật nhân quả có phải do Đức Phật chế ra hay không? Có hai ý để gợi ý cho cái phần thảo luận này. Nếu đúng là Phật chế, có phải Đức Phật đã làm cho con người, đặc biệt là người Phật tử, mất bớt tự do hay không? Ý thứ hai, nếu không phải là Phật chế, giả sử Phật không xuất thế giữa đời, chúng sanh có bị tội nếu tạo nhân ác không? Khi mà ai cũng nói không biết thì không có tội. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu như có luân hồi thì khi chết một người chỉ tái sinh lại thành một người mà thôi. Tại sao thế giới này ngày xưa thì ít mà bây giờ dân số ngày một tăng lên? Câu hỏi thứ ba, người và thú hoàn toàn khác nhau, làm sao sau khi chết người có thể tái sinh thành thú và thú có thể thành người? Câu này thì có lẽ là câu dễ nhất này ha. Câu thứ tư, theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu. Tại sao có những việc cha làm mà con chịu, có những việc con làm mà cha liên can? Nói theo dân gian là cam làm mà quyết chịu. Câu thảo luận thứ năm, nếu như nhân nào quả nấy, tại sao có người cả đời hiền từ mà lại gặp lắm tai ương, trả lại có người hung ác sau vẫn an lành và nhiều may mắn? Câu hỏi thứ sáu, nếu nhân quả, nhân nào quả nấy thì chùa làm lễ cầu an, cầu siêu có đúng với luật nhân quả không? Có lợi ích gì không? Thêm một câu hỏi thứ hai là có lợi ích gì không? Và câu cuối cùng, luật nhân quả và thuyết định mệnh giống nhau hay khác nhau? Giống ở đâu, khác ở đâu? Xin mời kết thúc. Xin mời đại chúng, chúng ta sẽ chia thành ở đây có 7 câu hỏi, trừ câu 3 đi còn 6 câu. Mỗi tổ sẽ làm 2 câu.